Nếu bạn không cẩn thận bị mắc kẹt trong cát lún, bạn sẽ làm thế nào để tự cứu mình? Nhất định phải chăm chú nghe tôi nói xong, bởi vì video này rất có khả năng cứu sống bạn trong lúc bạn gặp nguy hiểm. Tưởng tượng một chút, lúc này bạn đang đi bộ nhàn nhã trên biển, đột nhiên bạn không may bước vào chỗ rỗng và lún vào trong cát. Bạn đang đấu tranh để rút hai chân ra, nhưng lại phát hiện rằng càng ngày càng bị lún sâu hơn. Trong vô thức, bạn sẽ nhanh chóng bị chìm xuống, dường như nửa thân người bị lún vào trong đó. Một khi bạn vô tình bị mắc kẹt, xung quanh không có người, bạn rất có thể trở thành mục tiêu của động vật hoang dã. Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể lại quá thấp do mất nước trong một thời gian dài và các lý do khác. Xác suất sống sót rất thấp, mật độ cát lún cao gấp đôi cơ thể người. Sức hút mạnh của nó cũng sẽ làm tổn thương rất nhiều đến dây thần kinh và cơ của bạn. Ngay cả khi bạn được cứu sống, cũng rất có khả năng dẫn đến những hội chứng bệnh Cruise. Nhà địa chất người Mỹ Dennis cho rằng, chỉ cần điều kiện phù hợp thì cát lún có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Khi nước ngầm dâng cao, lực ma sát của các hạt cát giảm, làm cho cát bắt đầu chảy, cát lún cũng bắt đầu hình thành. Đây là mối tương quan khéo léo nhất được thiết kế bởi thiên nhiên. Nó có thể bị biển che khuất với nền móng không ổn định hoặc khu vực vắng vẻ như sa mạc, lặng lẽ đợi mọi người đến gần. Trên thực tế, đa số mọi người đều chưa thấy cát lún, hơn nữa lại chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng người khác bị cát lún nuốt chửng. Ấn tượng của mọi người đối với cát lún chủ yếu dựa trên các loại tình tiết phim khác nhau. Trong cảnh được tạo bởi phim, nó là một quái vật to lớn có thể hút con người vào trong một cái hố không đáy. Nhưng thật sự, nó không hề đáng sợ như vậy. Nói một cách đơn giản, cát lún là cát có thể chảy như chất lỏng, nói không giống như bùn hoặc cát bình thường, mà là một chất lỏng phi Newton. Điều này có nghĩa là cát lún có mật độ cao hơn nước. Vậy nên, khi chúng ta bị mắc kẹt trong những chất lỏng này, xác suất không thể rơi xuống đáy, mà nó cũng sẽ không chủ động nuốt chửng chúng ta. Cái thực sự nuốt chửng chúng ta chính là cơn sợ hãi trong lòng. Chỉ đủ bình tĩnh lại, bạn sẽ phát hiện muốn thoát khỏi cát lún thật sự không khó. Bí quyết chỉ có một chữ, đó chính là chậm. Đầu tiên, bạn cần bảo đảm có 10 phút để bình tĩnh, đừng vật lộn với cơ thể của bạn. Bởi vì nếu bạn càng cử động mạnh thì sẽ bị lún sâu hơn. Thứ hai, nếu bạn mặc áo khoác trên người hoặc những vật phẩm phụ khác, nên lập tức cởi ra và vứt qua một bên. Thứ ba, nắm chặt những vật mà bên cạnh bạn có thể nắm được. Ví dụ như cành cây gần đó, hai tay của bạn bè, vê nắm chặt nhất có thể. Như thế có thể làm chậm quá trình chim. Thứ bốn, cố gắng hết sức nghiêng mình về phía sau, tăng bề mặt tiếp xúc của bản thân với cát lún, để mình khó chìm xuống, và đung đưa chân nhịp nhàng, để cát lún ở chân dần hóa lỏng, tìm cơ hội để rút chân ra. Đồng thời dùng lực của hai cánh tay cùng một lúc treo lùi về phía sau. Nhưng nếu như cánh tay cũng bị kẹt, bạn nên thử cuộn cơ thể của bạn, chiến đấu dũng mãnh lên. Thứ năm, nếu các cách đó không dùng được, hoặc bạn đã cạn hết sức lực, thì hãy dùng lực còn lại cuối cùng hét thật to, để tìm người cứu giúp. Sau khi các bước trên được thực hiện, bạn chỉ có thể cố gắng hít thở thật sâu và lặng lẽ chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Theo dữ liệu có thẩm quyền, mỗi năm số người chết vì mắc kẹt trong cát lún, quả thực ngày một ít đi. Nhưng cũng không ai dám chắc rằng chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp phải chuyện đó. Vậy cần phải học những phương pháp tự cứu mình đã nêu trên. Khi gặp chuyện cấp bách, trên trình độ cực đại, cứu lấy sinh mạng của bạn và những người khác. Tôi là thầy Huấn, tôi vẫn luôn ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.